Nam mô Di Đà Phật, Tâm Hoàng xin chào cả nhà nha. Bây giờ Hoàng có sắm bông hoa trà quà thì Đức Thanh với tiền vàng bạc gạo muối và thêm con vật cúng để Hoàng cúng cho cái cậu là Nguyễn Thịnh là ở bên Mỹ cả nhà, để cho cái tiền của cậu để có khách mua mai đánh đất. Bây giờ cả nhà cũng dành ít chút thời gian cùng với Hoàng trải nghiệm nha. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Phật, Nam mô Vi Tăng, Nam mô Di Đà Phật. Hôm nay giờ những sáng giờ trở dần tịnh giờ lên. Nam mô Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 11 tháng 10 năm 2020, con sát tâm nghiệp cũng xin trên trời cha mau mẹ, xin trên chư Phật chư tiên chư thần chư thánh, cũng xin các đai dương trạch thằng hoàng bộ cảnh với đô đô vị đô thành đô địa ông chư độ và chư thổ các chư vị phước mặt phước mai đang hiện hữu. Nam mô Di Đà Phật. Các ở trong ngôi gia, Nam mô Di Đà Phật. Các ai nghe sát tâm nghiệp không mời, cũng xin các vị các ngài Nam mô Di Đà Phật. Các cung độ điểm thần linh cho tâm nghiệp con đủ y đủ lực đủ phép nhìn màu. Nam mô Di Đà Phật. Các cho sát tâm nghiệp con xin Nam mô Di Đà Phật. Trên đức của quyền hạ tổ ba đời bảy kiếp bảy đời chín kiếp trong cái nhà Nam mô Di Đà Phật. Các ông đây mo ti chi mo ti ke si mo con có cha với trần gian. Nam mô Di Đà Phật. Các cho binh gia tướng Nam mô Di Đà Phật. Các cho các âm hồn Nam mô Di Đà Phật. Các ở trên đường Nam mô Di Đà Phật. Các ông ti ke mo ti ke ti na mo ho ti si ke mo ti ke 956 năm Nam mô Di Đà Phật. Các ông ti ke si mo ti ke si mo ti ke mo A chết năm Nam mô Di Đà Phật. Các 800 Nam mô Di Đà Phật. Các 85748 Nam mô Di Đà Phật. Các cũng các thiên vị cũng về đó cũng Nam mô Di Đà Phật. Các kéo khách Nam mô Di Đà Phật. Các lại trên cha con cha với trần gian Nam mô Di Đà Phật. Các con sát công nghiệp là mình tâm lúc con xin trên làm điểm cha ngọc hoàng có 12 vị ngũ hành sớm có 5 vị thần hỗ trợ trên thì có điện đàn sớm đàn địa đàn lối đàn hộ thần. Nam mô Di Đà Phật. Các cũng hạ cái điện cha lại trần gian và cảm ứng chứng minh gia hộ độ trì cho con của cha với trần gian. Nam mô Di Đà Phật. Các mô mai đắm đắc Nam mô Di Đà Phật. Các akremotegesi nanapotanatagesi motegesi motegesi sát tâm nghiệp cũng xin cô quyền hãy tỏ ba đời bảy kiếp bảy đời chín kiếp Nam mô Di Đà Phật. Các trong kiến họ Nam mô Di Đà Phật. Các Nguyễn Thịnh Nam mô Di Đà Phật. Xin chân có tiên sư tổ sư tôn nghiệp có sư nhà sư tổ cô lãnh con bà tổ phụ hoàng chẳng kiến bác cô chú dường gì anh em con cháu Nam mô Di Đà Phật. Các trong cái nhà Nguyễn Thịnh Nam mô Di Đà Phật. Các xin các vị các ngài Nam mô Di Đà Phật. Các cũng hạ các đồng biển trả lời trần gian mà cảm ứng chứng minh Nam mô Di Đà Phật. Các mà kéo khách lại cho con cho cháu Nam mô Di Đà Phật. Các vị các ngài ở dưới trần gian Nam mô Di Đà Phật. Các sát con nghiệp con cho dập đầu trong muôn ngàn lại cầu xin trên làng biển mẹ của thiên mẹ chú tiên mẹ chú ngọc mẹ nữ quá mẹ đạo mẹ lấy xin lớp mẫu mẫu mẹ cũng phẩm định bài chính mẹ đồ điện thần đến lắm mẹ của hoàng cũng hạ cái điện trả lời trần gian mà gia hộ đồ trì cho con của cha với trần gian cái gửi đến đi cái lành đến làm gì được đó làm gì đặng đó. Nam mô Di Đà Phật. Các cô sát công nghiệp làm mình tâm của con cũng xin trên làm điện cho phật tử chi này để cho quan đến quân cha trao xương cho quan bình đường công như phật lãng công như phật có chơi gì nó mang cầu tài cầu quý cũng hạ cái lành điện xuống trở lại trần gian. Nam mô Di Đà Phật. Các mà gia hộ đồ trì cho con của cha với trần gian. Nam mô Di Đà Phật. Các akamati chi ma ta kiran ta ra bích chi ni mo ta da kiran ta ni lam ma kiran chi ni a kiran chi ma a kiran chi ni a ta na ma ta kiran 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 bung abla chung tu mo ba ga cho con của cha với trần gian. Nam mô Di Đà Phật. Các mô một bản ba Nam mô Di Đà Phật. Các mo ti ni si kiran ti kiran ma ti chi kiran ma ti kiran xin các chư vị phước mặt phước mai cũng kéo khách lại cho quán của con của cha với trần gian. Nam mô Di Đà Phật. Các con sát tâm nghiệp cũng xin như trăm quan cụ đằng năm non bảy núi tôn nghiệp xưa thầy. Nam mô Di Đà Phật. Các xin mẹ ai diện lục mẹ ai diện lèo mẹ ai diện đằng mã lai có mẹ ai diện đằng ngạn gạch trên này có tiên sư và tổ và thầy có đức mẹ quan của lấy âm. Nam mô Di Đà Phật. Con hạ cái điện trở lại trần gian mà giá hộ độ trì cho con của cha với trần gian. Sim Hòa Mỹ .com chuyên bán sim số đẹp Việt Theo, sim phong thủy học mạng kim, mộc thủy, hỏa, thổ, sim tài lộc, sim hợp tuổi, chương trình khuyến mại giảm giá 10% và miễn phí ship dành cho các bạn ở kênh thử thách tâm linh. Liên hệ tư vấn hotline và Zalo 0967101666, nhanh inbox đặt hàng để chọn sim hợp với mình nhất nhé. Akamoti kini matana chi kina do chi kimo te si kina tana chi cho sát tâm nghiệp cũng xin Nam mô Di Đà Phật. Các chư vị phước mặt phước mài Nam mô Di Đà Phật. Các đang hiện hữu nên Nam mô Di Đà Phật. Các nơi đó ngay ngay sát tâm nghiệp mời Nam mô kini si kina mo te kini si Nam mô Di Đà Phật. Mo te kini si kina ate mo ate kini si kimo te kimo lạc mô ti lạc mô căn bạc ra xa ta mô ở tình nạ chân nạ tình nạ chân nạ tình mô và cái sát tâm nghiệp cũng xin Nam mô Di Đà Phật. Các cô nữ sái cô nữ chú linh sơn cô mã đầu tiên hoàng sa tiên nữ chú sơn lâm võ tướng hoàng lan võ tướng hoàng ngọc sương Nam mô Di Đà Phật. Các cung hạ cái điện trả lời trần gian Nam mô Di Đà Phật. Các
Nam mô Di Đà Phật các cho con có cha với trần gian. Nam mô Di Đà Phật các trong cái nhà hồng. Nam mô Di Đà Phật các nguyện thành. Nam mô Di Đà Phật các ở dưới trần gian. Nam mô Di Đà Phật các mua may mắn các làm gì được đó, làm gì đặng đó cái rủi đem đi cái lành đem đến từ đầu niên tới cuối niên. Tôi xác nhận tôi nghiệp con xin dập đầu trăm muôn ngàn lại, trăm muôn ngàn lại cầu xin. A cái này mà tay xin nhân tay nhân xin mà tay xin mà tay xin nhân quốc dương năm hải chánh sái đại càng. Nam mô Di Đà Phật các a cái này mà tay xin mà tay nhân tay nhân chiêu gì xin trang một cốc tiên xanh tiên âm nữ đằng tay cái giáng hạ. Nam mô Di Đà Phật có bác sĩ ngọc nát cầu hoàng sát có ngọc điểu đến bình có địa tiên năm vị ngũ hành tiên cũng hạ cái điện xuống phàm. Nam mô Di Đà Phật các mà giúp cho con cha con mẹ giúp trần gian. Nam mô Di Đà Phật các làm gì được đó, làm gì đặng đó cho sát tôi nghiệp con ngập đầu dẫm đó còn xin. A cái này mà ta gây si cái này mà ta đang lên xin mà ta ra tay xin mà ta lên xin mà có sát tôi nghiệp con xin đắc đa dân trần thần hoàng một cảnh chế đô đô vị đô đằng đô địa ông chúc độ và chúc độ đang ngự nơi đó. A cái này đi làm mà ở ta gây si cho nên mà anh gây si mà ta gây si mà ở đi mà ta gây si mà ở đi thì làm mà ta thì xin mà ta gây mà ở đi xin mà ở đi thì mà thì gì làm mà con ta ở đi gì Abraham boom, Abraham chỉ cái nào mà ta gây chỉ cái mà ta gây mà ta gây chỉ cái nào ta gây mà ta gây chỉ cái nào mà ta gây mà ta gây mô Phật ngày nay Nam mô Di Đà Phật các sát tôn nghiệp con xin trung chỉnh. Nam mô Di Đà Phật các xin cha xin mẹ xin thầy xin tổ xin mẹ con cũng gia hộ cũng độ trì cho con của cha với trần gian. Nam mô Di Đà Phật các Akrin Montege Sikina Montege Dan Bodhi Sikina Tigre Montege mô bạn nghe bình tướng. Nam mô Di Đà Phật các chư vị phúc mật phúc mày. Nam mô Di Đà Phật các nơi đó cho sát tôn nghiệp con xin nha. Akrin Montege Sikina Tana Montege Dan Bodhi Sikina Tigre Montege sát tôn nghiệp con xin của quyền hãnh tổ trong kiến nhà hồng nguyễn. Nam mô Di Đà Phật các định con của cha sinh năm 1973. Nam mô Di Đà Phật các 47 tuổi. Akrin Sikina Montege 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 Abla sin bung. Lam ma ta gan tan ke si ke man tan ke si na ta gan si ma a ke si na a ke mo ke si na ma a ke si ma te lu bung. Lam ma ta gan si na ma ta gan si ke na ta gan si ke ma ta gan si ma ta gan ke si. Tôi sát tôi nghiệm cũng xin nguyên cô quyền nha. Mô Phật trăm quan trăm họ cụ thành năm môn bảy núi nha. Mô Phật Phật nha. Tội nghiệp xin đại các xin nhà sư tổ cô lãnh cho ông bà tổ phụ hàng chẳng chiến bác con chú dự gì anh em con cháu trong cái nhà Nguyễn Định nha. Con tê tê nam tê si nê tê si mô tê nam tê si nê mô tê si mô tê si mô Phật các nay sát tội nghiệp của Nam mô Di Đà Phật các cũng xin quá giá tiền dành bạc ra cho các nhân cư vị nơi đó. Nam mô Di Đà Phật các mà hưởng. Nam mô Di Đà Phật độ lại cho con cho cha. Nam mô Di Đà Phật ở dưới trần gian. Mô Phật cái nay về miền sáng dần dẫn dần tịnh dần lên. Nam mô Di Đà Phật có hôm nay là ngày 11 tháng 10 năm 2020 con sáng tâm nghiệp cũng xin dịch cầu dẫn tổ cầu xin cha mẹ thầy tổ mẹ cô với con của cha với trần gian. Nam mô Di Đà Phật có mua may lắm đất làm gì đó, làm đại gì đặng đó cái gửi đem đi cái lành đem đến. Nam mô Di Đà Phật có từ đầu niên tới cuối niên. Nam mô Di Đà Phật có cho sát tâm nghiệp con xin dịch cầu dẫn tổ cầu xin trăm muôn ngàn lại cầu xin. Nam mô Di Đà Phật có con xin chánh sái đại càng quốc dương năm hải xin trang ngộ cốc tiên sinh tiên ông nữ nàng tiên hai giáng hạ một có bác sĩ ngọc ngân cầu hoàng sa có bích ngọc liễu nấm bình một có điểm tiên năm vị ngũ hành tiên cũng hạ cái điện chơi suốt trần gian mà gia hộ độ trì cho con của cha trong cái nhà. Nam mô Di Đà Phật nguyện đề sinh năm 1973. Nam mô Di Đà Phật có 47 tuổi. Akani Nasisi lam ma te na si na te si na te ma te si na te si ma te si ma te si na te si ma te lam mo kritsina ati mo tikdan na kutsina kentsina kentsina mo tino mo kritsina temo atritsi kemo lam mo kritsina ati mo tikdan mo tritsi kemo atritsi kemo temo atritsi kemo atritsi kemo atritsi bun agama tadi kena mata kena kena si kena kena mata kena si kena mata kena mata kena mata kena mata kena si kena mata kena kena agama mati kira mati sim nak mati kira mati sim mati kira mati kira mati kira mati kira mati kira Nam mô Di Đà Phật thứ hai
video của Hoàng đến đây, Hoàng xin dừng lại, Hoàng cúng cho cái cậu ở bên Mỹ để cho con tiền của cậu buôn bán làm ăn được đặng tới nhà thì có khách nhiều. Bây giờ cậu Hồng thì đang đốt với tiền và bà ông ngoại để cho các phần âm, các chiến sĩ trần dông này kia ra nhà để cho người ta có đồng ăn ngọc, để người ta kéo khách để cho quán của cậu. Nay video của Hoàng đến đây Hoàng xin dừng lại. Còn chúc các bạn khi xem video của Hoàng có những giây phút thư giãn trong những giờ làm việc mệt mỏi, và có những giây phút thư giãn trong những giờ học tập căng thẳng. Tam Hoàng cũng xin hẹn các bạn trong những thời gian sau nha. Nam Mô Di Đà Phật. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và nhớ hãy bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ qua các video hay những chương trình của chúng tôi.